Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây khi tiết trời ở miền Bắc chuyển dần sang thu, hình ảnh những chiếc xe chở hoa mang hình ảnh mùa thu Hà Nội xuất hiện giữa thành phố Buôn Ma Thuột đang trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích. Trên đường Phan Đình Giót, thành phố Buôn Ma Thuột, những chiếc xe chở đầy các loại hoa như hoa hồng, hoa hướng dương, hoa pi trắng, cẩm tú cầu, hoa sen, khiến người dân và du khách thích thú và chụp hình lưu niệm với cảm giác như đang tận hưởng mùa thu Hà Nội giữa lòng ban mê. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biết đến đây là nhờ qua đứa em gái đang sinh sống tại đây. Đó, thì đến cung đường này thì thấy là rất là mát mẻ và đẹp. Ý tưởng đưa những chiếc xe hoa chở mùa thu Hà Nội về với ban mê được bắt đầu từ chị Nguyễn Thị Bích Diệu. Chị Diệu hiện đang học tập và làm phiên dịch viên tại Nhật Bản. Thấy tuyến đường Phan Đình Giót khá giống với tuyến đường Phan Đình Phùng ở Hà Nội, nên chị đã mua nhiều loại hoa trang trí thành những chiếc xe hoa với mong muốn mang chút không khí của mùa thu Hà Thành lên phố núi Ban Mê. Em cũng đã từng đến Hà Nội và em đến cung đường Phan Đình Phùng. Em có thấy những chiếc xe hoa ở Hà Nội á, mang ý tưởng kiểu thơ mộng, hơi thơ mộng một tí. Em cũng là người thích thơ mộng mà hơi bay bổng một tí, em thích các xe hoa. Và em thấy ở Buôn Ma Thuột mình có con cung đường Phan Đình Giót này cũng mang một cái nét đẹp giống ở mùa thu Hà Nội. Nên là em có ý tưởng là làm một chiếc xe hoa. Với ý tưởng độc đáo mới lạ, tuyến đường Phan Đình Giót trở thành phố mùa thu Hà Nội giữa ban mê với rất nhiều xe hoa sắc màu tươi đẹp. Sự xuất hiện này đã góp phần tạo nên nét duyên dáng thú vị đối với thành phố Buôn Ma Thuột, từ đó tạo nên trào lưu đến chụp hình check-in trong giới trẻ và cả những người lớn tuổi yêu thích vẻ đẹp mùa thu Hà Nội. Nhờ sự đổi mới của thành phố thì con đường này á, là trở nên có cảnh rất là đẹp, nhiều người ở các nơi cũng về đây để tham quan chụp hình. Với những cái thời tiết như thế này thì nó giống như là cái mùa thu của Hà Nội. Thì hôm nay mấy chị em đi ra đây chụp hình để chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp của thành phố. Tuyến đường Phan Đình Giót nằm trong đề án thí điểm triển khai thực hiện tuyến phố đi bộ của thành phố Buôn Ma Thuột. Với ý tưởng đưa mùa thu Hà Nội đến với Buôn Ma Thuột đã tạo nên những nét độc đáo thú vị cho tuyến phố này. Đó cũng là ý tưởng đáng được các cơ quan chức năng thực hiện đề án tuyến phố đi bộ nghiên cứu áp dụng khi đưa phố đi bộ Phan Đình Giót vào hoạt động.